Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, trong cái video của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý anh chị và các bạn bốn con giáp năm 2020 này được các tinh tương trợ. Tài vận cực tốt, đếm tiền trái tay và được thần tài ban lộc. Và theo sách tử vi năm 2000 có nói thì nhờ có cát tinh soi chiếu nên những con giáp may mắn này sẽ có tiền tài rủng rỉnh, cứ bơi lại đầy cả năm thịnh vượng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem bốn con giáp này là con giáp nào. Con giáp thứ nhất đấy là tuổi Tuất. Người tuổi Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, chăm chỉ và chân thành. Họ có trách nhiệm trong công việc, thật thà nên được cấp trên hết lòng nâng đỡ, đồng nghiệp tạo mọi điều kiện để làm việc. Nhờ thế mà càng về hậu vận, Tuất càng thăng quan tiến chức, tiền tự tìm đến tận cửa. Và sách tử vi năm 2020 có nói là con giáp may mắn này sẽ có năm mới đại cát đại lợi, tình tiền viên mãn, đặc biệt là sau cái Tết Canh Tý, Tuất sẽ có cái cơ hội đổi đời, giàu sang sung túc khiến ai cũng phải phát hờn. Thứ hai là tuổi Tỵ, thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu nên dù phải nếm trải không ít thất bại, cơ cực nhưng Tỵ chưa bao giờ từ bỏ ước mơ vươn lên. Họ dám vượt qua chính mình, dấn thân quyết liệt để có những cái gì mình khao khát. Kỷ Hợi năm 2019, mệt mỏi chán trường bao nhiêu thì sang cái năm mới 2020, con giáp này giàu sang phú quý phát tài bấy nhiêu, Tỵ sẽ nhanh chóng lấy lại những cái gì đã mất. Cứ bước chân ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu trong cái tháng thứ hai của năm 2020 này. Và con giáp cực kỳ may mắn thứ ba nữa đấy là tuổi Sửu. Nhờ có cát tinh soi chiếu thần tài cưng yêu nên Sửu sẽ có năm 2020 ngập trong nhung lụa, dù bị tiểu nhân quấy phá, người mình tin tưởng đâm sau lưng nhưng Sửu vẫn bình an vô sự, kiếm được bộn tiền khiến ai cũng phải nể. Tài vận của con giáp này sẽ vụt sáng trong nửa cuối năm, chẳng những làm chơi hưởng thật, Sửu còn dễ dàng mua nhà sắm xe, có bạc tỷ trong tay. Con giáp thứ tư đấy là tuổi Thìn, mang cái mệnh phú quý lớn lên trong nhung lụa nhưng Thìn lại có ý chí quật cường, muốn khẳng định năng lực của bản thân. Thế nên chẳng cần bám víu vào ai, con giáp bản lĩnh này vẫn sở hữu cơ ngơi đồ sộ, nhà cao cửa rộng. Canh Tý 2020, Thìn chẳng cần lo nghĩ đến cái chuyện tiền nong, túi cứ vơi lại đầy, làm ăn vượng phát, thậm chí Thìn còn may mắn đến mức có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm. Quý vị thân mến, trên đây quý vị đã cùng chúng tôi tìm hiểu về bốn con giáp có tài vận cực tốt trong năm 2020, cát tinh tương trợ, tiền lộc rộng mở. Theo cái sách tử vi thì năm nay nhờ có cát tinh soi chiếu nên là những con giáp này sẽ cực kỳ may mắn, rủng rỉnh, tiền bạc cứ vơi lại đầy và cả một năm thịnh vượng. Và cũng xin được thay mặt cho ban biên tập của chương trình xin được chúc mừng những người mà có tên trong danh sách này. Chúc quý vị sẽ luôn gặp nhiều may mắn, có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.